Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 25 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và khắc phục thiệt hại sau cơn lốc tại Đà Oai. Hướng đến kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Lâm Hà khởi nghiệp từ du lịch dịch vụ. Khởi nghiệp từ ước vọng tạo giá trị thực sự cho xã hội. Cựu chiến binh Lâm Đồng kết nối cùng phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 25 tháng 3, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Nhật Bản đang thực hiện dự án về triển khai chỉ số KPI tại Lâm Đồng do ông Sasushi Furukawa, Cục trưởng Cục Hợp tác Toàn cầu thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã ghi nhận sự đóng góp của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản khi triển khai thực hiện dự án KPI Lâm Đồng, mà cụ thể là chọn thành phố Đà Lạt để thực hiện về công tác đánh giá và đưa ra chỉ số đo lường trên lĩnh vực công nghệ ứng dụng vào xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh. KPI là chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện công việc, thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, là công cụ đo lường nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Ban Nhân tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hai bên cùng phát triển bộ KPI. Cụ thể là sẽ tập trung xây dựng bộ xử lý thông tin để người dân thuận tiện trong công việc và nhất là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh. Đáp lại sự quan tâm của chính quyền địa phương, ông Yasushi Furukawa, Cục trưởng Cục Hợp tác Toàn cầu thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tạo điều kiện để đoàn Nhật Bản thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng bộ chỉ số KPI, xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh suốt một năm triển khai. Trên cơ sở đó, đoàn Nhật Bản mong muốn tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng sẽ lập được bộ chỉ số đo lường và đánh giá các hoạt động trên hệ thống ứng dụng công nghệ một cách bài bản, góp phần đưa các hoạt động trên mọi lĩnh vực vào hệ thống phát triển công nghệ theo hướng kỹ thuật cao. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã làm việc với đoàn công tác của Nhật Bản đang thực hiện dự án về triển khai chỉ số KPI tại Lâm Đồng, xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã thông tin đến đoàn giải pháp triển khai của đề án với các bộ tiêu chí xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh dựa trên cơ sở khảo sát thực tế và các số liệu thống kê tổng hợp liên quan từ hiện trạng phát triển của thành phố trong thời gian qua như chính quyền điện tử, nông nghiệp, du lịch, giáo dục, giao thông, môi trường, an toàn giao thông, quy hoạch đô thị, độ hài lòng của người dân, du khách, doanh nghiệp và các chỉ số về sáng tạo cũng như sự tham gia kết nối của người dân. Trên cơ sở đó, mong muốn Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản hỗ trợ thành phố có những phương án triển khai hiệu quả hơn. Các chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao lộ trình thực hiện của những tiêu chí này, đồng thời trao đổi, chia sẻ và đề xuất định hướng và lộ trình phát triển theo những chuẩn mực mà đơn vị đã hỗ trợ thực hiện cho các đô thị trên thế giới. Qua trao đổi, rất nhiều câu hỏi được phía Nhật Bản đưa ra về các phương án cũng như giải pháp của Đà Lạt khi xây dựng thành phố thông minh. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của họ đó là thành phố phải đạt được, đó là sự hài lòng của người dân và hướng tới sự tôn trọng cao nhất, quyền thụ hưởng tốt nhất của thành phố dành cho người dân. Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Ết dẫn đầu đã đến kiểm tra về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại ba huyện phía Nam là Đà Oai, Đà Tẻ và huyện Cát Tiên. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại huyện Đà Tẻ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Ết đã nghe đại diện lãnh đạo huyện báo cáo tổng quát về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống trên địa bàn huyện Đà Tẻ. Theo đó, trên địa bàn huyện có 734 hộ chăn nuôi lợn, với tổng đàn gần 14.600 con. Dịch bệnh lở mồm long móng được phát hiện vào ngày 8 tháng 2 năm 2019 đến ngày 15 tháng 3. Huyện Đà Tẻ đã tiêu hủy bắt buộc 467 con của 28 hộ gia đình chăn nuôi. Đến nay, bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn đã cơ bản được khống chế. Về tình hình dịch tả lợn châu Phi, qua công tác giám sát tại cơ sở, chưa phát hiện đàn heo có triệu chứng của dịch tả này. Huyện Đà Tẻ đã tập trung các giải pháp quan trọng như thiết lập hệ thống thông tin giám sát, thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, kiểm soát giết mổ, vận chuyển động vật, đồng thời tiêu hủy bắt buộc và tiêm phòng với đàn lợn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế việc phát triển chăn nuôi lợn tại các hộ dân, chia sẻ những khó khăn, đánh giá cao những nỗ lực của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Đà Tẻ, đồng thời đưa ra 7 giải pháp trọng tâm đối với công tác phòng chống dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi mà các ngành chức năng và các địa phương cần tập trung.
Do cái điều kiện thời tiết trong thời gian qua thì rất là thay đổi thất thường, cho nên điều kiện mà bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh đồng cũng đã phát sinh. Trước yêu cầu như thế thì tỉnh đã tập trung chỉ đạo được các địa phương. Thứ nhất là đã ban hành cái kế hoạch về cái phòng chống dịch tả lợn châu Phi theo hai cái kịch bản. Thứ nhất đó là không có dịch, trường hợp thứ hai có dịch, và các cái chính sách để thực hiện như nào. Vấn đề thứ hai là đã chỉ đạo tập trung tất cả, là tập trung vấn đề là làm tốt cái công tác tuyên truyền cho người dân hiểu được về cái nguyên nhân và những cái giải pháp để phòng trừ. Vấn đề thứ ba đó là cần thực hiện tốt cái tiêu độc khử trùng. Thứ tư đó là tập trung cán bộ nông nghiệp để giúp cho dân và các trang trại, và đồng thời là tăng cường các cái chốt kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi các cái cửa vào ở tỉnh Lâm Đồng, thông qua cái việc là kiểm soát về cái vận chuyển này, kiểm soát về thức ăn gia súc này, kiểm soát về vận chuyển về cái phân heo, và đồng thời kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh, và tập trung các cái giải pháp để đảm bảo như thế nào về cái nguồn lực để cho cái phòng chống, để giúp cho các trang trại tin tưởng trong cái công tác mà cái hỗ trợ về vấn đề là kỹ thuật để đảm bảo cho cái việc khống chế. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hết đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Cát Tiên về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn. Báo cáo của huyện Cát Tiên cho thấy dịch bệnh tả lợn châu Phi chưa xuất hiện, nhưng huyện Cát Tiên đã chủ động triển khai quyết liệt nhiều giải pháp như bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông để ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc từ vùng dịch bệnh vào địa phương. Về dịch lở mồm long móng, đến ngày 31 tháng 1, toàn huyện có 28 con bị bệnh. Huyện Cát Tiên đã phun 65 lít thuốc tiêu độc khử trùng. Sau thời gian này, số gia súc mắc bệnh đã chữa khỏi và không phát sinh ổ dịch mới. Về dịch cúm AH5N1, chỉ có duy nhất một hộ chăn nuôi mắc bệnh với 970 con gà và 900 con ngan. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S yêu cầu huyện Cát Tiên và các ngành chức năng cần tập trung tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là trên đàn lợn, tăng cường cán bộ xuống giúp dân, doanh nghiệp ổn định chăn nuôi, đặc biệt không được giấu dịch, đảm bảo an toàn khi tái đàn, kiểm tra xuất xứ, nguồn gốc và có biện pháp tiêm phòng hợp lý. Đồng thời, bố trí lực lượng đảm bảo công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trước đó, tại huyện Đạ Oai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S đã kiểm tra, thăm, động viên cán bộ trạm kiểm dịch Madagui thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng. Qua đó nhắc nhở cán bộ trạm tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn, đảm bảo phun xịt, khử trùng và xử lý, phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc từ vùng dịch bệnh vào địa phương. Trước đó, cũng trong ngày 25 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S và các ngành chức năng của tỉnh đã thăm hỏi động viên người dân xã Phước Lộc và Hà Lâm, đồng thời chỉ đạo huyện Đạ Oai và các ngành của tỉnh khắc phục thiệt hại hỗ trợ người dân trong trận lốc xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 3. Tại xã Phước Lộc và xã Hà Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S đã đến thăm, chia sẻ và động viên đối với các gia đình có thiệt hại sau trận lốc vừa qua. Theo đó, trận lốc xoáy kèm mưa lớn kéo dài 30 phút vào chiều ngày 23 tháng 3 đã thổi bay hơn 20 mái nhà dân và hơn 10,5 hectare cây trồng các loại, làm hư hại nhiều vườn sầu riêng gần thu hoạch trái. Theo thống kê của huyện Đạ Oai, đến thời điểm hiện tại có hàng ngàn gốc sầu riêng chuẩn bị thu hoạch của người dân bị đổ gãy bật gốc. Ngoài ra, hàng chục tấn sầu riêng xanh cũng bị gió quật làm gãy rụng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng và huyện Đạ Oai nhanh chóng thống kê và có những giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với người dân bị thiệt hại sau trận lốc. Ủy ban tỉnh cũng đã tập trung có cái văn bản chỉ đạo kịp thời cho văn phòng của ban chỉ huy để kịp thời trong ngày mai sẽ cử cán bộ xuống cùng với địa phương khảo sát, kiểm đếm lại cái thiệt hại, và đồng thời thì tỉnh cũng đánh giá rất cao trong chiều ngày 23 thì lãnh đạo huyện Đạ Oai và các xã thì cũng đã kịp thời hỗ trợ bà con trong việc mà cái khắc phục hiện trường, và tỉnh cũng sẽ giao cho các ngành chức năng kiểm tra và cái hỗ trợ về giống, hỗ trợ về cái vật tư nông nghiệp phân bón khắc phục lại và cái trồng cây trong mùa mưa năm 2019. Được biết, huyện Đạ Oai hiện có khoảng 2.700 hectare sầu riêng, trong đó xã Hà Lâm là thủ phủ sầu riêng của cả tỉnh Lâm Đồng với khoảng 1.900 hectare. Mỗi năm, sầu riêng mang lại nguồn thu cho địa phương khoảng 800 triệu đến 1.000 tỷ đồng.
Hướng đến kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Lâm Hà khởi nghiệp từ du lịch dịch vụ là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, ngày mai là kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Thưa quý vị, 88 năm đã trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, những thế hệ thanh niên, đoàn viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã động viên tổ chức thế hệ trẻ tham gia tích cực các phong trào phát triển sản xuất, xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh. Nhân kỷ niệm ngày thành lập đoàn, chiều nay tại thành phố Đà Lạt, đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ngày hội đoàn viên năm 2019. Đại diện các ban ngành liên quan và nguyên bí thư các cơ sở đoàn trên địa bàn đã đến tham dự. Tại lễ kỷ niệm, các đoàn viên thanh niên cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên bí thư đoàn các cấp đã cùng ôn lại những truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên trong lịch sử cách mạng Việt Nam, phát huy vai trò xung kích của thanh niên, đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương, đặc biệt là trong việc chăm lo đời sống cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, qua đó tặng 100 suất quà với số trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người có công với cách mạng. Tặng một công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tặng 300 chiếc áo khoác mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 600 bà con. Tiếp tục duy trì chương trình bữa sáng từ thiện vào sáng chủ nhật hàng tuần tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền tổ chức các hoạt động là gần 700 triệu đồng. Cũng tại chương trình, đại diện đoàn khối các cơ quan tỉnh cùng nhà tài trợ đã trao 10 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập trên địa bàn. Đồng thời, ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh cũng đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018. Thưa quý vị, thị trường du lịch đang được đánh giá là mảnh đất khởi nghiệp đầy tiềm năng dành cho các bạn trẻ. Xã Mê Linh, huyện Lâm Hà với lợi thế nằm trên tuyến đường du lịch Canh Nông nối Đà Lạt đi Nam Bang. Phát huy những tiềm năng đó, những bạn trẻ ở Mê Linh đã sáng tạo trong khởi nghiệp, mở ra nhiều loại hình du lịch mới mẻ, thu hút được đông đảo du khách đến tham quan, nhất là du khách nước ngoài. Cũng từ những mô hình khởi nghiệp độc đáo này đã mở ra những loại hình mới, thúc đẩy ngành du lịch dịch vụ của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Điểm dừng chân Anh Tuấn do chàng trai Lưu Minh Tuấn làm chủ đã đi vào hoạt động được 7 năm nay. Với mô hình du lịch tham quan các loại động vật hoang dã như đà điểu, cá sấu, chim trĩ, chồn và dế v.v. Du khách đến đây không chỉ được tìm hiểu quá trình sinh trưởng, phát triển của các loại côn trùng và động vật hoang dã, mà còn được tham quan hầm nấu sự thủ công rất quy mô và độc đáo như thế này. Là một người Việt Nam ấy thì mình thấy rằng là từ những cái động vật hay là những cái nấu rượu nó cũng là cái quen của người Việt Nam mình rồi. Thế tuy nhiên á thì khi lần đầu tiên đến Lâm Đồng mới đó thì mình thấy cái cách mà cái người ta làm cái tour làm cho tất cả những cái người mà nước ngoài người ta cảm thấy rất lạ lẫm và người ta rất là cuốn hút. Rất là ok. Thế còn như mình người Việt Nam thì cái đó chưa phải là lạ lẫm lắm. Thế nhưng mà mình cũng thấy có một cái lực hút để mà mình coi ở cái vùng miền này nó có những cái gì nó đặc sắc hơn, nó khác hơn. Để tạo thêm sự hấp dẫn cho du khách, Tuấn còn cho khách nếm thử miễn phí các món ăn chế biến từ côn trùng và uống rượu gạo. Điều này đã tạo sự thích thú cho du khách đến tham quan, nhất là du khách nước ngoài. Do đó, mỗi ngày, điểm dừng chân của chàng trai này thu hút hàng trăm lượt khách ghé thăm. Tận dụng cái lượng khách đó, chị đi qua đường cái tour ngoại thành đó, để mình làm thêm cho cái tour ngoại thành nó đặc sắc lên, nó đa dạng hơn. Sắp tới em sẽ mở rộng thêm mô hình, rồi mình nuôi thêm một số các con khác cho nó cái cơ sở của mình nó đa dạng ra để cho khách đến người ta nó hài lòng hơn. Sau nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực cà phê ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, gia đình chị Như Ý đã quyết định về lập nghiệp tại mảnh đất Mê Linh và viết tiếp giấc mơ sản xuất cà phê nguyên chất của vùng đất Lâm Hà. Với quy trình sản xuất khép kín từ trồng, thu hoạch và chế biến, phục vụ khách tham quan, đã tạo thêm một điểm đến hấp dẫn cho du khách dừng chân, thưởng thức loại cà phê nguyên chất mang đậm hương vị của vùng đất này. Tuyến đường của mình, đặc biệt của mình ở đây là về Đà Lạt của mình, Lâm Đồng là về du lịch rất là cao.
coi như đứng cũng là nhất nhì nước về du lịch rồi, nên cái tuyến đường du lịch nào phát triển rất là mạnh, nhiều mô hình lắm, chẳng ví dụ không phải riêng cà phê, chẳng hạn như làm về cà phê, chăn nuôi tầm ta vẫn đi tham quan nhiều cái mô hình khác nữa, nhưng mà về đặc biệt cà phê của mình, tại vì Lâm Đồng mình đặc biệt về trồng về cà phê mà, nên mình phải hướng về cà phê. Cách thành phố Đà Lạt hơn 20 km, nằm trên tuyến đường du lịch Canh Nông nổi tiếng. Hàng ngày, xã Mê Linh có rất đông du khách ngang qua. Để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách, nhiều bạn trẻ cũng như người dân đã từng bước chuyển đổi mô hình từ nông nghiệp sang làm dịch vụ du lịch. Từ mô hình đầu tiên, cùng với những bước đi vừa làm vừa học, tự rút kinh nghiệm, đến nay, toàn xã có hơn 10 điểm dừng chân đón khách tham quan với các loại hình du lịch khác nhau. Từ mô hình du lịch này đã có phần thay đổi nhận thức, góp thêm cách làm giàu bền vững ngay trên mảnh đất giàu tiềm năng về du lịch. Một số năm gần đây thì tự nhiên có khách rất là nhiều và người dân họ tự ý thức, họ tự nghiên cứu, họ tự tìm hiểu và họ đã tạo ra những cái điểm dừng chân. Ví dụ như là khu trại nuôi dế của Thiện An đã có trên mạng rất là nhiều anh chị biết. Rồi một số cái cơ sở là nấu rượu, sản xuất rượu và giới thiệu sản phẩm. Rồi mô hình cà phê trồn. Hiện nay một số mô hình đó được đánh giá là cũng đang có những cái chiều hướng phát triển. Tuy nhiên thì nguồn vốn của họ cũng có phần hạn chế. Ngoài sự tự chủ lực của họ là đi liên hệ rồi vay vốn theo cái thế chấp. Rồi ngoài ra thì rất là mong muốn được sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị, các tổ chức. Có những cái biện pháp giải pháp như nào đó hỗ trợ người dân thêm mặt kinh phí. Rồi cũng như là những cái tuyến du lịch để làm sao cho cuộc sống của họ phát triển tốt hơn. Không cam chịu đói nghèo, tận dụng thế mạnh của địa phương, những bạn trẻ ở Mê Linh Lâm Hà đang thể hiện khát vọng khởi nghiệp ngay trên quê hương mình, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất thuần nông sang dịch vụ với mô hình du lịch mới. Không chỉ thu hút du khách đến với địa phương, mà còn tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân nơi đây. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Trong quý 1 năm 2019, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã vận động được 18 đoàn y bác sĩ đến khám bệnh phát thuốc miễn phí cho gần 5.250 lượt người nghèo, trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động của 7 bếp ăn tình thương đã giúp gần 6.000 lượt người bệnh được phục vụ miễn phí với tổng trị giá hơn 84 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn đặt tủ bánh mì và cháo từ thiện phục vụ cho những hoàn cảnh khó khăn, trị giá 33 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tích cực vận động các đoàn từ thiện khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 15.000 lượt người được khám bệnh từ thiện. Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Trọng lần thứ 9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Đức Trọng tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tiếng hát khu dân cư lần thứ 3 năm 2019. Tham gia có 15 đoàn đến từ các xã thị trấn trong huyện. Đến với liên hoan lần này, các xã thị trấn đã có sự chuẩn bị khá công phu các tiết mục văn nghệ gồm hát, múa, song ca, đơn ca, chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Đặc biệt, nhiều đội thi đã có sự đầu tư đào cụ, xây dựng kịch bản khá hay, dàn dựng lại khí thế hào hùng của các thế hệ trong kháng chiến giải phóng dân tộc. Liên hoan tiếng hát khu dân cư lần thứ 3 năm 2019 là đợt sinh hoạt chính trị văn hóa sâu rộng trong nhân dân, phản ánh cuộc sống văn hóa tinh thần của các lực lượng trong xã hội. Đây là dịp để nhân dân các xã thị trấn trong huyện có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo không khí vui tươi đoàn kết, nâng cao văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc, góp phần đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện. Liên hoan tiếng hát khu dân cư lần thứ 3 trên địa bàn huyện Đức Trọng đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho xã Tân Thành, giải nhì cho xã Bình Thạnh và thị trấn Liên Nghĩa, đồng giải ba cho xã Phú Hội và Tân Hội. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: sụt giảm mạnh gạo xuất khẩu sang Trung Quốc, khởi nghiệp từ ước vọng tạo giá trị thực sự cho xã hội. Theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian qua, nhất là 2 tháng đầu năm, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đã sụt giảm mạnh, trong đó phải kể đến mặt hàng gạo đã giảm tới 95,5%. Theo hạn ngạch nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ Việt Nam, mỗi năm ước chừng có khoảng 5,32 triệu tấn gạo được nhập và số gạo nhập này được duy trì 10 năm nay. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, số lượng doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu gạo sang Trung Quốc giảm dần. Trước đây, trong quy hoạch các doanh nghiệp xuất khẩu, Bộ Công Thương đã chủ trương và chỉ chấp nhận cho 159 doanh nghiệp trong nước được thực hiện xuất khẩu gạo vào Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc muốn chủ động trong việc kiểm soát nhập khẩu gạo và cho rằng họ mới chính là đơn vị cấp phép cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam.
Do vậy, sau những đợt thanh tra của đoàn Trung Quốc, số lượng doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo sang Trung Quốc của Việt Nam giảm xuống chỉ còn vài chục doanh nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, trong đó đề xuất về điều kiện liên kết các trường đại học. Theo dự thảo, điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học như sau: có ít nhất 3 trường đại học đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tham gia liên kết. Các trường đại học tham gia liên kết phải cùng loại hình, trừ trường hợp trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Liên kết thành đại học tư thục không vì lợi nhuận có nghị quyết của hội đồng trường các trường đại học tham gia liên kết thành đại học, có quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, có ý kiến chấp thuận của cơ quan trực tiếp quản lý các trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại mỗi trường đại học tư thục, có ý kiến đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của các cơ sở giáo dục đại học. Biết xác định mục tiêu đứng lên từ thất bại và mang lại giá trị cho người khác trước khi đòi hỏi cho mình đang là bí quyết của nhiều thanh niên khởi nghiệp thành công tại Lào Cai. Nói dễ là vậy, nhưng không phải ai cũng có được ý chí và quyết tâm mạnh mẽ đến như vậy. Nhân tháng thanh niên, mời quý vị cùng gặp gỡ hai tấm gương tuổi trẻ khởi nghiệp thành công với khát vọng tạo giá trị cho xã hội tại Lào Cai. Hiện nay trên thị trường, không khó để bắt gặp các sản phẩm thức ăn đủ vị dành cho chó mèo mang nhãn hiệu Kun Kun. Ít ai biết rằng, thương hiệu sản xuất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ và Australia này là do anh Lương Mạnh Quyết, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xây dựng thành công trong hơn một năm qua. Năm 2017, Quyết bắt tay vào nghiên cứu sản xuất thức ăn cho thú cưng. Sau vài lần thử nghiệm thất bại, anh đã sản xuất ra được loại thức ăn phù hợp với thú cưng trong môi trường nhiệt đới và châu Á, giá thành rẻ hơn thức ăn nhập ngoại. Công ty của tôi là có thử nghiệm theo cái tiêu chuẩn của Úc. Nhưng cũng là một cái sự may mắn và được sự giúp đỡ của tất cả các anh các chị ở dưới Bộ Khoa học và Công nghệ, thì các anh các chị bảo là sau khi thử nghiệm ra xong thì bảo là sản phẩm của em đã đạt được 2 chỉ tiêu chất lượng, đó là chỉ tiêu chất lượng của Úc và Mỹ. Với đoàn viên Trương Xuân Hiếu, sinh năm 1989, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Net Group, một mạng lưới taxi tải thành công ở Lào Cai, khởi nghiệp không chỉ cần mô hình kinh doanh độc đáo, chiến lược phù hợp mà cần có đam mê. Nghỉ học khi đang là sinh viên năm thứ 2 tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hiếu khởi nghiệp mà không được sự ủng hộ của cả bố mẹ. Qua nhiều lần thất bại khi kinh doanh các mặt hàng khác nhau, năm 2014, Hiếu xây dựng mạng lưới dịch vụ kinh doanh taxi tải Việt Hiếu. Từ 2 chiếc xe tải ban đầu, sau 5 năm khởi nghiệp, công ty của Hiếu đã có 70 xe và 5 văn phòng đại diện hoạt động chủ yếu ở Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Tại khu vực Lào Cai, thời điểm mà tôi khởi nghiệp, thì thời điểm đó thì cái dịch vụ vận tải nó rất là yếu và khách hàng thì rất là khó để gọi được xe, mà với chi phí thì rất là cao. Đấy, thì tôi cũng về dưới Hà Nội và tìm hiểu một số các mô hình kinh doanh, thì tôi quyết tâm là quay lại về Lào Cai. Để lan tỏa cái tinh thần khởi nghiệp cho các bạn đoàn viên thanh niên, thì đầu tiên thì chúng tôi xác định là cái công tác truyền thông đến cho các bạn đoàn viên thanh niên hiểu về cái tinh thần khởi nghiệp, cái sự vươn lên trong vấn đề khởi nghiệp là một trong những nội dung quan trọng nhất trong cái việc phát huy cái tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Những tấm gương tuổi trẻ thành công trong khởi nghiệp và tạo ra các sản phẩm có giá trị cho xã hội như Quyết và Hiếu có thể coi là động lực cho các đoàn viên thanh niên địa phương. Họ cũng được coi là điển hình của các phong trào lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của tỉnh đoàn Lào Cai trong việc thực hiện chủ trương thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp ở thanh niên đô thị từ chính phủ. Cựu chiến binh Lâm Đồng kết nối cùng phát triển vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng là thông tin sẽ có trong phần cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, ngày mai 26 tháng 3 tại thành phố Đà Lạt, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức gặp mặt trao đổi kinh nghiệm trong công tác, góp phần xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Có thể nói cùng với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng thì các cấp hội cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp cho địa phương. Với phương châm kết nối cùng phát triển, câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh và câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ra đời đã tập hợp trở thành mái nhà chung cho hội viên cựu chiến binh, trao đổi thông tin kinh nghiệm, giúp nhau sản xuất kinh doanh. Nhờ đó tạo điều kiện cho nhiều mô hình hội viên cựu chiến binh vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Hợp tác xã thương mại dịch vụ La Ba Phú Sơn, huyện Lâm Hà là câu lạc bộ điển hình do hội cựu chiến binh thành lập. Từ chỗ chỉ hơn 10 hội viên, đến nay hợp tác xã phát triển lên 68 hội viên. Lấy uy tín chất lượng làm hàng đầu, các sản phẩm như bơ, cà phê, trà, maca, trong đó thương hiệu chú La Ba Phú Sơn do hợp tác xã Hòa Phước được khách hàng trong nước ưa chuộng. Đồng thời mỗi năm xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc trên 1.000 tấn.
Việc thành lập câu lạc bộ phát triển mô hình hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo tính bền vững về giá, mà còn khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của Lâm Đồng. Anh em cũng phải mở một lớp mà chuyển giao khoa học kỹ thuật và học hỏi thêm và tập huấn và mở một cái lớp sơ kết cho chuyên về cây chuối, là cấp bằng cho các hội viên là có bằng sơ cấp nông nghiệp cơ bản. Bằng tâm huyết nghị lực của người lính sau khi xuất ngũ, mỗi cá nhân hay mỗi câu lạc bộ đều có cách làm khác nhau. Nhưng điểm chung là sự quyết tâm vươn lên mạnh mẽ để làm kinh tế. Cựu chiến binh Phạm Quốc Việt ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh là điển hình như vậy. Sau những năm tháng vất vả với đủ nghề, kinh tế của gia đình vẫn khó khăn. Nhưng sau khi tham gia câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế, sản phẩm giống cây cảnh trang trí của gia đình ông có chỗ đứng ổn định trên thị trường. Bình quân mỗi năm, gia đình xuất bán trên 100.000 sản phẩm với thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng. Lúc đầu là rất là khó khăn trong cái chuyện mà phát triển mà tìm đầu ra, rồi cái nguồn nguyên liệu vào cây gì mà để được trong nhà, cây gì không để được. Thế sau khi mà một thời gian thì chúng tôi tìm năn nộn với lại thị trường ấy, thì là chúng tôi đã tìm được đầu ra và tìm được những cây gì nó phù hợp với văn phòng để chúng tôi đưa vào phát triển. Điều đáng ghi nhận, phong trào cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, trong đó có nhiều cựu chiến binh là người đồng bào dân tộc thiểu số, đã năng động trong cuộc sống. Sau khi tham gia câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế, cựu chiến binh Lơ Mua Ha Hang ở xã Đà Sa, huyện Lạc Dương đầu tư sản xuất nông nghiệp, rau hoa theo hướng công nghệ cao. Mỗi năm gia đình thu về gần 500 triệu đồng. Bước đầu vào thì coi như cũng khó khăn, cũng bỡ ngỡ. Sau đó thì mình ráng tìm tòi học hỏi với anh em bà con. Sau đó thì coi như mình có cái kỹ thuật như thế thì coi như dần dần mình sẽ phát triển. Cái mục đích lợi ích lớn nhất là tức là trao đổi kinh nghiệm để truyền đạt những cái khoa học kỹ thuật để phổ biến cho anh em cùng nhau để sản xuất mang cái hiệu quả kinh tế cao. Cái thứ hai nữa là cũng muốn để thành lập một cái tổ hợp tác này để kiếm cái đầu ra cho anh em cho nó ổn định để anh em đỡ phải bán trôi nổi ngoài thị trường. Sau gần một năm đi vào hoạt động, đến nay Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát triển được 7 câu lạc bộ, trong đó có một câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp tỉnh, 6 câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế cấp huyện, thu hút hơn 260 hội viên cựu chiến binh tham gia. Các câu lạc bộ ra đời vừa kết nối, tạo điều kiện cho cựu chiến binh tham gia trao đổi kinh nghiệm, học tập, đầu tư sản xuất kinh doanh cà phê, phân bón, phát triển rau hoa công nghệ cao, mắc ca, chuối la ba, kinh doanh du lịch, v.v. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và trách nhiệm của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, đã có nhiều hoạt động tích cực tìm kiếm thông tin, giới thiệu quảng bá các sản phẩm, tạo liên kết giữa các thành viên câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, khai thác có hiệu quả các nguồn vốn để hoạt động. Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng thành lập cái câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh làm kinh tế là một cái sáng kiến rất là tốt cho cái hoạt động làm kinh tế của các cựu chiến binh trong tỉnh. Ủy ban dân tỉnh rất là ủng hộ cái sáng kiến này. Các cựu chiến binh làm kinh tế khi tham gia câu lạc bộ này thì có điều kiện để mà giúp đỡ lẫn nhau. Khi mà mỗi một cơ sở có những cái khó khăn, chúng ta sử dụng cái số đông để mà hỗ trợ giúp đỡ cho một số ít. Rất là mong muốn Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát triển cái câu lạc bộ này rộng khắp trên địa bàn của toàn tỉnh để tạo điều kiện cho các cựu chiến binh làm kinh tế. Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 27.680 hội viên sinh hoạt ở 16 tổ chức hội trực thuộc và 207 tổ chức hội cơ sở. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong phát triển sản xuất kinh doanh. Dù mỗi hoàn cảnh số phận khác nhau, nhưng điểm chung là không khuất phục đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng bằng bàn tay và khối óc của mình. Những mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ đã và đang mang lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.